cái khi mà chúng ta làm bất kỳ cái điều gì ạ thì nó sẽ có thể có được cái sự thành công mà không phải là chỉ trong ngày 1, ngày 2, mà cái sự thành công đó nó sẽ liên tục gia tăng, và đồng thời ạ là nó sẽ có sự ổn định và bền vững theo thời gian. Cái đấy là điều Hoài Nam tin chắc rằng tất cả chúng ta đều mong muốn, và đó cũng là lý do vì sao mà buổi sáng ngày hôm nay thì Hoài Nam muốn chia sẻ với toàn thể các cô bác anh chị một cái bí mật, một cái phương pháp mà giúp chúng ta có thể đạt được cái yếu tố đó. Chúng ta có thể thành công rồi nhưng mà đồng thời nữa là giúp chúng ta có được cái sự thành công bền vững, và chắc chắn rằng tất cả chúng ta đều mong muốn cái điều này trong cuộc đời của mình, phải không ạ? Và ngày hôm nay thì bao trong số các cô bác anh chị ạ chúng ta đã từng biết đến Hoài Nam thì hãy comment là số 3, và nếu mà chưa từng học Hoài Nam hoặc hôm nay là buổi đầu tiên chúng ta mới được tham gia vào cái chương trình Chiến binh gà gái này thì chúng ta hãy comment là số 8 giúp Hoài Nam. Nếu hôm nay là lần đầu tiên chúng ta học cái chương trình Chiến binh gà gái thì hãy comment là số 8. Còn nếu chúng ta chưa từng đã được gặp Hoài Nam nhiều lần rồi thì hãy comment số 3. Để Hoài Nam tùy theo việc mà chúng ta đã được gặp Hoài Nam nhiều hay chưa thì Hoài Nam sẽ có cơ hội để được giới thiệu bản thân mình ạ. Ok, rất là tuyệt vời. Hoài Nam nhận thấy những comment là số 3 và số 8 đang xem. Vâng, có vẻ như là hôm nay chúng ta cũng bắt đầu có thêm những thành viên mới. Vậy thì Hoài Nam xin phép được chia sẻ bản thân mình một chút ạ. Hoài Nam tên đầy đủ là Nguyễn Thị Hoài Nam, và hiện tại thì Hoài Nam đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Và bên ngoài kia thì công việc của Hoài Nam hiện tại đang là một giám đốc của công ty Sinh Trắc Vân Tay. Và đồng thời thì Hoài Nam cũng là một chuyên gia về đào tạo. Hoài Nam có những lớp học phát triển bản thân cũng như lớp học giúp chúng ta trang bị những kiến thức, kỹ năng cho mình trong công việc kinh doanh và phát triển sự nghiệp. Và Hoài Nam đặc biệt rất là đam mê cái việc chia sẻ kiến thức của mình. Hoài Nam luôn nghĩ rằng khi mà chúng ta làm một cuốn sách hay thì việc của chúng ta đó là giúp đỡ và chia sẻ giá trị của mình. Còn nếu như mình là một cuốn sách hay mà không có mà ai đọc thì nó không có giá trị bằng một cuộn giấy vệ sinh, khi cuộn giấy vệ sinh đó nó được người khác sử dụng, đúng không ạ? Đó là lý do vì sao mà Hoài Nam muốn chia sẻ kiến thức của mình. Và có một câu nói đó là cái thu nhập của chúng ta thì nó sẽ tỷ lệ thuận với cái việc là chúng ta giúp đỡ được bao nhiêu người trong cuộc sống này. Thu nhập của chúng ta nó sẽ tỷ lệ thuận với việc chúng ta giúp được bao nhiêu người trong cuộc sống này. Chính vậy nên là chúng ta muốn có được sự thành công và chúng ta muốn phát triển cái sự nghiệp của chúng ta thì chúng ta hãy bước tới một cái đỉnh cao, đó là lan tỏa cái giá trị của mình. Và khi Hoài Nam biết điều này thì Hoài Nam cũng bước lên cái việc đó là làm đào tạo. Bởi vì khi mà chúng ta muốn giúp một ai đó, không phải là chúng ta cho họ con cá. Khi chúng ta có cho họ con cá thì họ có thể ăn hết rất là nhanh. Khi chúng ta cho họ cái phương tiện thì có thể chúng ta không đào tạo họ cách để sử dụng phương tiện đó thì họ cũng sẽ không thể nào mà có thể thành công được với phương tiện mà chúng ta cho trao cho họ. Và cách nhanh nhất để giúp cho chúng ta có thể giúp được mọi người thành công đó là chúng ta trao cho họ cái phương tiện, và đồng thời thì quan trọng hơn cả đó là chúng ta trao cho họ cái tư duy. Và khi chúng ta trao cho mọi người cái tư duy để giúp chúng ta thành công thì sẽ giúp cho họ có được sự thành công bền vững. Và Hoài Nam mong muốn là tất cả chúng ta sẽ có được cái sự thành công bền vững như mình mong muốn. Và đó là lý do vì sao mà chúng ta có những cái chương trình học như thế này. Và đó cũng chính là lý do vì sao mà Hoài Nam lựa chọn, đó là lựa chọn đào tạo để giúp đỡ được nhiều người hơn, và lựa chọn đào tạo để mình có thể tiếp cận được nhiều người hơn ở trong cái cuộc sống này. Và nhờ đó thì cái giá trị của chúng ta được lan tỏa, và cũng như là cái kiến thức của chúng ta nó được lan tỏa. Nhưng mà đồng thời khi mà chúng ta được chia sẻ như thế này thì bản thân chúng ta sẽ là những người phát triển nhanh nhất, những người nhận được nhiều giá trị nhất. Và ngày hôm nay cũng là một ngày được gọi là ngày 20 tháng 10. Nên Hoài Nam rất là mong muốn mượn đôi bàn tay của quý cô bác anh chị, chúng ta hãy nói lời tri ân, hãy nói lời cảm ơn tới những người thầy của chúng ta. Trong cuộc đời của chúng ta thì có 5 người thầy mà sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời của chúng ta ngày 20 tháng 11 ạ. Vâng, có 5 người thầy sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời của chúng ta, mà tất cả chúng ta hãy tranh thủ bằng mọi cách để được học từ 5 người thầy này. Người thầy đầu tiên đó là người thầy trên bục giảng của chúng ta. Đây là người đầu tiên chúng ta cần tri ân, là những người thầy cô đã đến với cuộc đời chúng ta từ những cái năm mà chúng ta bắt đầu, lần đầu tiên chúng ta chập chững bước vào cổng nhà trường và lần đầu tiên chúng ta được cắp sách tới trường, đúng nào? Đó là người thầy đầu tiên mà bản thân mỗi người chúng ta hãy có lòng tri ân với người đó. Người thầy thứ hai đó là người thầy Google. Và ngày hôm nay với cái phương tiện đó là Google thì các anh chị có thể tìm mọi thông tin, mọi kiến thức mà chúng ta mong muốn được học tập nó đều có sẵn ở trên Google rồi. Việc của chúng ta là chúng ta hãy tìm kiếm và hãy học tập, hãy tìm thấy những cái điều mình mong muốn học tập. Và đây là người thầy mà ở đó tích lũy toàn bộ kiến thức của nhân loại, có rất là nhiều các thứ tiếng khác nhau để chúng ta có thể học bất kỳ điều gì, đúng không? Tiếp theo đó, người thầy thứ ba đó là người thầy sách ạ. Người thầy sách ạ, sách là tri thức của nhân loại, và rất nhiều những người vô cùng tuyệt vời, những người thành công trên thế giới, họ đã tích lũy tất cả kiến thức cả đời của họ vào những cái cuốn sách. Và đây là một người thầy mà bản thân mỗi người chúng ta muốn phát triển nhanh, chúng ta muốn thành công thì chúng ta cần phải học từ người thầy sách này. Và đây là người thầy mà bản thân chúng ta cũng cần phải tri ân.
Người thầy thứ tư nữa đó là người thầy cuộc đời của chúng ta. Ở trong cuộc đời của chúng ta có những thứ chúng ta sẽ không học được ở trên trường lớp, mà chỉ có ở trong trường đời mới có thể dạy chúng ta thành công. Chỉ có trong trường đời mới cho chúng ta những cái trải nghiệm mà ở trong trường đại học, ở trong bất kỳ ngôi trường nào cũng không dạy chúng ta ngoài ngôi trường đời, đúng nào? Và đó là người thầy thứ tư mà bản thân chúng ta cần phải tri ân. Và người thầy thứ năm đó chính là người thầy bản thân của mình. Chính chúng ta là một người thầy của chúng ta. Chính chúng ta cũng cần phải tri ân chính mình, bởi vì chúng ta nhờ có những trải nghiệm, nhờ có những va vấp của mình mà chúng ta tìm ra được những cái bài học để rồi phát triển bản thân được tốt hơn. Và ngày hôm nay Hoài Nam mượn đôi bàn tay của quý cô bác anh chị, chúng ta hãy nói lời tri ân tới những người thầy này. Và chúng ta đang được học từ trên những người thầy. Và ngày hôm nay thì với phương tiện đó là Internet thì nó còn một người thầy nữa. Đó là những người thầy giúp chúng ta trang bị cho chúng ta những cái tư duy, những kiến thức. Và đó là những người thầy mà đang ở trong những phòng Zoom cả ngày này. Và ở trong hệ thống của chúng ta có rất nhiều những người đang sẵn sàng dành thời gian, dành tâm huyết và dành trọn vẹn những trí tuệ của họ để chia sẻ chúng ta trong những cái chương trình gà gáy, trong những chương trình đào tạo tư duy của chúng ta, đúng nào? Nên là ngày hôm nay là ngày 20 tháng 11, hãy nói lên lời tri ân với những người thầy, những người cô và những người thầy trong cuộc đời của chúng ta. Hãy nói lời tri ơn đi ạ. Hải Nam rất là mong muốn chúng ta hãy thể hiện lòng tri ân của mình, bởi vì có câu nói rằng ạ, cái người nào có lòng biết ơn thì người đó sẽ được cho thêm, còn người nào không có lòng biết ơn thì ngay cả những gì họ đang có cũng sẽ bị lấy mất đi. Nên là ngày hôm nay chúng ta muốn có được sự thành công bền vững của mình thì yếu tố đầu tiên chúng ta cần phải làm đó là luôn luôn có lòng biết ơn và luôn luôn tri ân, luôn luôn biết ơn những người đã giúp đỡ chúng ta, những người đã trao cho chúng ta kiến thức, trao cho chúng ta tư duy. Bởi vì khi chúng ta thay đổi tư duy thì cuộc đời của chúng ta sẽ thay đổi hoàn toàn. Và đó là lý do vì sao chúng ta cần phải tri ân những người thầy, những người đã chở những con đò tri thức tới với chúng ta, đúng không nào? Vâng, và Hải Nam rất mong muốn chúng ta hãy mạnh mẽ là hãy comment, đừng ngại cái lời cảm ơn của mình. Bởi vì chúng ta muốn được nhiều hơn thì chúng ta hãy nói lời cảm ơn, nói lời tri ân tới những người đã giúp đỡ chúng ta, đúng không nào? Và đặc biệt là những người thầy mà đang ngày ngày giúp chúng ta, trang bị cho chúng ta những cái nguồn năng lượng mới. Và mỗi cái buổi sáng hãy tri ân những người đang làm trong ekip mà chiến binh gà gáy ngày hôm nay để chúng ta có được những kiến thức và giúp đỡ mình thành công được nhiều hơn, đúng không ạ? Hãy comment ạ, hãy comment và gửi lời chúc tới những người thầy của chúng ta. Người ta nói rằng ạ, nửa chữ cũng là thầy mà một chữ cũng là thầy. Nên là ngày hôm nay ạ, đừng tiếc cái lời cảm ơn của các anh chị, bởi vì ạ, lời cảm ơn đó nó chính là dành cho tất cả chúng ta, để cho mọi người và để cho bản thân chúng ta ấy, chúng ta có lòng biết ơn. Khi chúng ta có lòng biết ơn ấy thì bản thân mình sẽ nhận được nhiều hơn. Và vì chúng ta là người có lòng biết ơn nên chúng ta sẽ hút về được những người có lòng biết ơn ở bên cạnh chúng ta. Và chắc chắn rằng chúng ta sẽ không muốn chơi với những người mà gọi là không có lòng biết ơn, hay dân gian có một câu nói đó là ăn cháo đá bát, đúng không? Nên là chúng ta sẽ không muốn chơi với những người đấy. Và trong cuộc đời của Hải Nam thì Hải Nam luôn luôn muốn hút về những cái người mà luôn luôn có lòng biết ơn. Và nhờ vậy thì cuộc sống của họ, những người có lòng biết ơn thì cái tâm hồn của họ, họ luôn luôn rất là tuyệt vời. Họ luôn luôn là biết ghi nhận sự đỡ của người khác. Và họ luôn trân trọng ngay cả những cái khó khăn trở ngại, những cái áp lực, những cái khó khăn, những cái người xấu, người tốt. Thì mỗi một thứ họ đều tìm cho mình những cái bài học. Và việc của chúng ta là biết tìm cho mình những cái bài học sau những va vấp, sau những trở ngại, đúng không nào? Và cảm ơn các anh chị rất là nhiều về những comment mà chúng ta đã nói lời cảm ơn từ những người thầy trong cuộc đời của chúng ta, những người thầy mà đã thay đổi cuộc sống của chúng ta đến ngày hôm nay, đúng không nào? Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một chủ đề vô cùng quan trọng, đó là chủ đề là 8 10 việc cần làm hàng ngày để giúp chúng ta có được sự thành công bền vững. Và 10 việc cần làm này đó là những cái việc nào và tại sao nó lại giúp chúng ta có thể có được cái sự thành công bền vững, thì đó sẽ là phần mà chúng ta sẽ cùng đến với nhau trong cái buổi chia sẻ kiến thức ngày hôm nay. Và 10 điều này là một 10 điều mà vô cùng quan trọng nếu chúng ta duy trì thói quen của chúng ta. Và trên thực tế thành công của chúng ta nó là tập hợp của những cái thói quen bền vững. Vậy thì 10 điều mà những cái người giàu có, những người thành công họ thường xuyên làm hàng ngày để họ đạt được những cái điều mà họ mong muốn là gì? Vậy thì chúng ta sẽ cùng đến với cái điều đầu tiên mà chúng ta sẽ cần phải tạo cho mình một cái thói quen. Và đơn giản ạ, là chúng ta muốn thay thế những cái thói quen không tốt của mình bằng những cái thói quen tốt thì chúng ta hãy tìm những cái điều mà những cái người thành công giàu có họ hay làm, đúng không nào? Nên là cái điều đầu tiên, cái bước đầu tiên mà Hoài Nam muốn chia sẻ với các cô bác anh chị ngày hôm nay là chúng ta cần phải ngay lập tức ạ tạo cho mình một cái thói quen, và bản thân mình cần phải học nó, cần phải đưa nó vào một cái thói quen giống như một hơi thở của chúng ta diễn ra hàng ngày ạ. Đó là thói quen mà liên tục cập nhật thêm những cái kiến thức mới, những cái cách mới để chúng ta gia tăng tài sản của chúng ta, để chúng ta gia tăng cái việc kiếm tiền của chúng ta.
và luôn luôn đổi mới cái tư duy của chúng ta, luôn luôn đổi mới cách làm của chúng ta, và chúng ta cần phải học cách đó là sáng tạo, đúng không? Hãy sáng tạo những cái, hãy học cách đổi mới và sáng tạo trong công việc của mình. Bởi vì ngày hôm nay chúng ta thấy xã hội vận hành liên tục, và mỗi một ngày hôm qua thì cái xã hội của chúng ta nó đã tiến lên một những cái tầng cao mới rồi. Và nếu như ngày mà chúng ta vẫn cứ ở mãi, dậm chân mãi một chỗ, ngay khi mà chúng ta đứng lại là chúng ta đã thụt lùi trong cái xã hội rồi, chứ chưa nói việc là chúng ta không bước đi, đúng không? Hay nghe không nói đến chuyện là chúng ta đi thụt lùi, đúng không? Mà việc của chúng ta đó là tiến lên mỗi một ngày. Vậy thì để tiến lên mỗi một ngày và để có sự thành công bền vững thì cái thói quen đầu tiên mà chúng ta cần phải làm đó là liên tục chúng ta cần phải cập nhật những kiến thức mới, những cách mới để chúng ta có thể kiếm tiền và gia tăng cuộc sống mỗi ngày, đúng không nào? Hãy liên tục cập nhật những kiến thức mới, những cách làm mới để gia tăng cái việc mà gia tăng việc kiếm tiền và tạo ra tài sản của chúng ta. Và trên thực tế ngày hôm nay thì có rất nhiều các phương pháp kiếm tiền khác nhau, và lý do vì sao mà rất nhiều người khi mà hoàn cảnh khó khăn diễn ra ấy, và khi mà cách ly giãn cách xã hội diễn ra, thì họ rơi vào trạng thái đó là túng quẫn, đó là mất việc, đó là không kiếm được tiền. Nhưng mà trong một số khác ấy, thì người ta biết cách nhanh chóng là thích nghi, nhanh chóng thay đổi để mà phù hợp với cái tiến trình và sự phát triển của xã hội, thì lúc này họ có được sự thành công. Đó là lý do vì sao mà chúng ta cần phải học cách là thích nghi và thay đổi liên tục để bắt kịp với xu thế của thị trường, đúng không nào? Nên là chúng ta cần phải học cách là tìm kiếm xem có những cái phương pháp kinh doanh nào mới, đúng không nào? Có rất nhiều người chúng ta không biết những điều chúng ta không biết, nên là chúng ta cứ bảo à tôi biết rồi, tôi biết tuốt rồi, tôi biết hết rồi, mà chúng ta không biết rằng trên thực tế thì chúng ta chỉ biết có 3% kiến thức nhân loại thôi. 7% kiến thức nhân loại chúng ta biết là chúng ta không biết. Nhưng mà có 90% những kiến thức ở ngoài kia chúng ta không biết là chúng ta không biết. Và vì mình không biết là mình không biết nên mình không biết nó đang diễn ra. Ví dụ như là kinh doanh online thì ví dụ như là kiếm tiền ở trên internet, không có rất ít người biết rằng internet nó là một mỏ vàng. Và khi mình nói với mọi người hoặc khi chúng ta biết cách kiếm tiền trên internet thì có rất nhiều người vì tin nó có thể kiếm được tiền thì có thể phát triển rất là nhanh và có thể bắt kịp xu thế của thị trường và kiếm được rất là nhiều tiền. Nhưng một số khác thì khi nhắc đến internet có thể kiếm tiền thì mình nghĩ ngay câu đầu tiên đó là lại là lừa đảo, đúng nào? Trên thực tế thì ở đâu cũng vậy, kể cả online hay offline nó đều diễn ra cái hành trình như vậy. Đó là có những cái thứ là sự thật nhưng có những cái thứ người ta thấy ngon nên người ta lợi dụng nó. Và những người chúng ta bị lừa đảo, theo các anh chị ạ, lý do vì sao mà chúng ta lại bị lừa đảo ạ? Có phải là bởi vì chúng ta tham không ạ? Hầu hết những người ở ngoài kia họ bị lừa là bởi vì họ tham, vì tham nên là bị lừa. Còn nếu ngày hôm nay chúng ta là những người mình tin ạ, là chúng ta thành công dựa trên cái sự nỗ lực của mình, chúng ta không tin vào việc là ngồi mát ăn bát vàng, chúng ta không tin vào cái việc là tự dưng tiền nó sẽ chơi rơi từ trên trời rơi xuống, mà mình tin là mình nỗ lực thì mình sẽ có được cái thành quả, và thành công cũng như là thu nhập của chúng ta nó sẽ xây dựng dựa trên cái sự nỗ lực của mỗi cá nhân, đúng nào? Và phải có làm thì mới có ăn, chứ không thể nào ngồi đó và chờ thành công tới, ngồi đó và chờ rằng mình cứ quẳng tiền vào đấy là mình sẽ tăng vài trăm lần, đúng nào? Nên là chúng ta sẽ cần biết rằng ở trên đời này không có một cái gì nó đến với cuộc đời chúng ta nó dễ dàng cả, mà chúng ta cần phải nỗ lực để đạt được nó, đúng không? Cũng giống như vậy, nếu như giả sử như ngày hôm nay chúng ta bước ra đường và chúng ta nhìn thấy một đồng 500 ngàn, nếu như chúng ta nhìn thấy nó mà mình bảo đồng 500 ngàn ơi bay đây bay cho tao đi để tao nhận nó, thì không bao giờ chúng ta nhận được, đúng không? Còn nếu như ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy nó và chúng ta cúi xuống chúng ta nhận nó thì chúng ta sẽ có nó, đúng không nào? Và thành công của chúng ta cũng vậy, muốn có cái điều gì thì chúng ta phải có hành động, đúng không? Phải có hành động mạnh mẽ để chúng ta đạt được cái điều mình muốn. Vậy thì chúng ta hãy liên tục cho mình một thói quen là liên tục khám phá những cái kiến thức mới cũng như những cái cách làm mới để chúng ta gia tăng cái khối tài sản của mình, gia tăng cái việc kiếm tiền của mình bằng những cái phương pháp mà ở ngoài kia đang có. Đặc biệt là hiện tại thì kinh doanh online nó đang là một xu thế, và đặc biệt hơn nữa đó là xu thế mà nhượng quyền kinh doanh thì nó lại càng là một xu thế mà chúng ta sẽ cần phải nghiêm túc tìm hiểu nó, đúng không nào? Nếu như chúng ta đóng lã mình lại, nếu chúng ta đóng cái cơ hội của mình không sao cả, bởi vì những người khác vẫn làm. Và việc của chúng ta là khi ai đó trao cho chúng ta cơ hội thì hãy cứ tìm hiểu đi. Và cái quan trọng là chúng ta hỏi rằng mình học được gì sau cái việc mình tìm hiểu nó, đúng nào? Hãy luôn luôn hỏi bản thân mình, bài học của tôi là gì? Dù là
những cái bài học bi thương hay là bất kỳ cái bài học gì thì nó đều có những cái giá trị giúp ta trưởng thành hơn mỗi ngày. Và con người chúng ta được phát triển là bởi những cái trải nghiệm của chúng ta trong cuộc đời. Và rõ ràng khi chúng ta nghe những cái chương trình đào tạo, khi chúng ta được học những cái người mà họ có trải nghiệm thực tế, thì bao trong số các anh chị chúng ta sẽ thích hơn là mình học từ những cái người mà họ chỉ có kiến thức sách vở thôi ạ. Chúng ta thích học từ những trải nghiệm thực tế hay là chúng ta học từ kiến thức sách vở ạ? Đúng nào? Và kiến thức sách vở nó cần phải được trải qua thực tế để chúng ta sẽ có được những cái kinh nghiệm thực tế ở trong cuộc đời của chúng ta. Đúng nào? Nên bản thân chúng ta cần phải trải nghiệm nó. Càng người nào có nhiều cái tích lũy, càng nhiều là người nào có nhiều trải nghiệm thì bài học của họ nó càng trở nên sâu sắc và nó càng hiện thực hơn. Đúng nào? Đấy là cái thói quen đầu tiên mà tất cả chúng ta cần phải làm. Đến thói quen thứ hai, cái việc thứ hai cần làm mà cần làm thường xuyên, đó là chúng ta hãy liên tục có cái thói quen đó là tiết kiệm, đúng không ạ? Và luôn luôn tiết kiệm từ 10 đến 20% của mình. Và hãy luôn luôn tiết kiệm cái khoản tiền này cho bản thân trước. Chúng ta cần phải tiết kiệm cho bản thân mình trước, và cái khoản tiết kiệm mà 10 đến 20% này nó chính là khối tài sản mà ngày hôm nay giả sử như thu nhập của chúng ta là 5 triệu thôi thì chúng ta cũng có thói quen là tiết kiệm chỉ cần 10 đến 20% thôi. Và cứ như vậy mỗi một ngày, mỗi một tháng chúng ta đều có thói quen là tiết kiệm 20%, thì theo thời gian tích tiểu nó sẽ thành đại, và lúc đấy chúng ta sẽ có một khối tài sản, một cái lượng tiền nào đó để từ đó chúng ta mang nó đi mà đầu tư vào một cái mô hình nào đó, mang đi mà chúng ta giúp cho mình có tiền đẻ ra tiền, hoặc là đầu tư để phát triển cái sự nghiệp của chúng ta, đúng nào? Và đó là cái điều mà chúng ta cần phải làm thường xuyên, liên tục thường xuyên là tiết kiệm trước sau đó chi tiêu sau. Khi có thu nhập về thì ngay lập tức bỏ ra 10 đến 20% vào cái khoản đó là đầu tư cho tương lai. Đó là khoản mà chúng ta tiết kiệm trong dài hạn để chúng ta khi mà thấy có những cái cơ hội tốt thì chúng ta có sẵn cái nguồn lực rồi. Chứ không phải là khi mà mình thấy một cơ hội nào đó ngon quá mà một cái tầm tiền tuyệt vời quá mà bây giờ trong tay mình gọi là tay trắng vẫn hoàn trắng tay đúng không? Mình không có bất kỳ một cái nguồn lực nào, mình không có một sự chuẩn bị nào thì không bao giờ chúng ta có thể nhanh chóng nắm bắt được những cái cơ hội đến trong cuộc đời của chúng ta. Nên là cái việc của chúng ta tiếp theo cần phải làm hàng ngày đó là hãy rèn luyện một cái thói quen đó là tiết kiệm, và phải là tiết kiệm trước sau đó chi tiêu sau. Khi mà thu nhập của chúng ta nhận về, ngay lập tức chúng ta cất đi cái khoản 10 đến 20% cái thu nhập của mình, còn lại chúng ta mới được chi tiêu. Và trên thực tế đúng hơn đó là chúng ta cần phải có thói quen là chia cái khoản tài chính của mình vào các cái quỹ dự phòng, các cái quỹ tài chính khác nhau. Và chúng ta đã từng được cô Hải Lam chia sẻ về cái buổi đó là đào tạo về cái quản lý tài chính cá nhân, đúng nào? Chúng ta chia tiền của chúng ta vào 6 cái lọ khác nhau, 6 cái khoản thu nhập, cả 6 cái khoản tiền khác nhau, và chúng ta chỉ được phép là chi tiêu ở trong vòng chi tiêu những cái chi tiêu thiết yếu trong 55%, còn 40 45% còn lại là chúng ta phải chia vào các quỹ khác nhau. Ví dụ như là 10% dành cho quỹ phát triển bản thân, đúng nào? Để chúng ta học tập và phát triển bản thân. 10% chúng ta dành ở quỹ đó là tự do tài chính, là cái quỹ mà chúng ta không bao giờ được phép động tới cho những cái chi tiêu khác mà chỉ được dành để kinh doanh thôi, đúng nào? Đó là quỹ tự do tài chính. Tiếp theo nữa đó là 10% cái quỹ đó là quỹ chi tiêu, quỹ ăn chơi đúng không? Và chúng ta cần phải chi tiêu hết đó trong từng tháng để chúng ta biết được là kiếm tiền mà phải biết tiêu tiền, tiêu kiếm song hành thì chúng ta mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn, đúng nào? Sau đó thì 5% vào cái quỹ đó là cho đi, và 10% vào cái quỹ gì nữa nhỉ? 10% chúng ta sẽ chi tiêu vào cái quỹ đó là tiết kiệm trong dài hạn, đúng nào? Và 55% còn lại là chúng ta dành cho những cái chi tiêu thiết yếu. Và việc của chúng ta là quản lý cái dòng tiền của chúng ta như vậy. Và khi mà chúng ta rèn luyện được cái thói quen quản lý tài chính hàng ngày thì chúng ta sẽ có thể khiến cho tiền trong cái tay chúng ta nó đẻ ra tiền được, đúng nào? Và kiếm tiền đã là giỏi rồi, nhưng mà biết cách tiêu tiền, biết cách nhân tiền và biết cách tiền đẻ ra tiền thì mới giúp chúng ta có được sự thành công bền vững. Vậy thì cái việc đầu tiên đơn giản nhất cần phải làm hàng ngày đó là hãy học thói quen tiết kiệm trước, sau đó chi tiêu sau, đúng nào? Và chúng ta cần phải làm một cái việc đó là chúng ta cần phải gia tăng cái việc mà chúng ta có những cái thu nhập thụ động. Chúng ta cần phải tự động hóa cái việc kiếm tiền của chúng ta, đúng nào? Trong cái thói quen về chiến lược tiết kiệm thì chúng ta cần phải gia tăng một cái yếu tố nữa, đó là gia tăng cái dòng tiền của chúng ta, gia tăng những cái khối tài sản được gọi là thu nhập thụ động, đúng nào? Thu nhập thụ động, chúng ta cần phải xây dựng cái việc đó là tạo ra những cái nguồn thu nhập thụ động cho mình, và biến cái việc kiếm tiền nó trở thành một cái việc mà tự động hóa, mà dù chúng ta không tham gia vào nó vẫn cứ vận hành một cách liên tục, một cách trơn tru. Đó gọi là tự động hóa trong cái việc kinh doanh và kiếm tiền.
Và cái từ khóa mà tự động hóa trong việc kiếm tiền nó sẽ giúp chúng ta có thể xây lên nhiều các cái dòng tiền khác nhau để chúng ta tạo ra nhiều dòng suối, hàng trăm dòng suối đổ về một dòng sông thì chúng ta sẽ tạo ra những cái dòng sông vô cùng cùng dồi dào, đúng không? Và kiếm tiền cũng vậy, chúng ta cần phải tạo cho mình cái tư duy là tạo ra dòng tiền, tạo ra những cái dòng tiền thu nhập thụ động thì lại càng tuyệt vời hơn, và luôn luôn phải tự động hóa cái việc kiếm tiền mà khiến cho cái việc kiếm tiền nó trở thành cái hơi thở của chúng ta. Chúng ta cần phải làm cái điều đó hàng ngày, rèn luyện cho mình hàng ngày và hàng ngày xây dựng những dòng tiền để chúng ta có được cái sự thu nhập thụ động và có được những cái dòng tiền liên tục, chứ không phải là hàng ngày nỗ lực để đi kiếm tiền không. Nếu mà kiếm tiền không thôi và dùng sức của mình kiếm tiền, dùng lực của mình để kiếm tiền thì ngày hôm nay ạ, nó khi mà không may ạ, chúng ta mất đi cái năng lượng của mình, mất đi cái sức khỏe của mình thì chúng ta không thể nào kiếm được tiền nữa. Mà chúng ta cần phải có tư duy bên cạnh cái việc mà chúng ta tạo ra những cái thu nhập bằng cái sức của mình ạ. Đó là những cái thu nhập trong ngắn hạn, đúng không? Chúng ta lấy ngắn và chúng ta nuôi dài, và chúng ta cần phải xây những cái dòng tiền liên tục sẽ diễn ra và khiến cho cái dòng tiền nó đến với chúng ta là một cái sự tự động hóa. Và khi nào chúng ta tạo ra được một cái kênh mà tự động hóa kiếm tiền thì chúng ta có thể tạo ra được nhiều kênh tự động hóa kiếm tiền, và hãy luôn luôn có tư duy đi tìm kiếm những kênh để giúp cho mình tự động hóa việc kiếm tiền, đúng không ạ? Tiếp theo đó nữa là thường xuyên ạ, chúng ta hãy biết cách thường xuyên tự thưởng cho mình. Bởi vì khi mà chúng ta lao đi kiếm tiền mà chúng ta không biết cách là tiêu tiền, chúng ta không biết cái giá trị khi mà đồng tiền chúng ta kiếm được, chúng ta không có trải nghiệm của việc được tiêu tiền, chúng ta không có trải nghiệm của những người mà họ có thể tiêu tiền mà không nhìn giá, thì chúng ta sẽ không thể nào đam mê nó, không thể nào khát khao nó. Và khi nào chúng ta đam mê nó, chúng ta khát khao nó, chúng ta bị nghiện nó thì nó mới tạo thành cái năng lượng giúp chúng ta có thể làm việc quên mệt mỏi để cho cái mong muốn của mình. Còn nếu như ngày hôm nay mình cứ kiếm được 9 đồng, mình lại lỗ lực ạ, mình kiếm thêm 1 đồng nữa để mình thành 10 đồng rồi mình cất đi thì chúng ta đang là nô lệ của đồng tiền. Chúng ta biết cách tiêu nhưng chúng ta cần phải biết kiếm, và vì chúng ta biết kiếm và biết tiêu, và vì chúng ta biết tiêu nên là chúng ta sẽ biết kiếm, và tiêu kiếm thì nó luôn song hành cùng với nhau, nên là chúng ta cần phải rèn luyện cái thói quen này của mình, đúng không nào? Và tiếp theo đó nữa là cái thói quen thứ ba mà tất cả chúng ta cần phải làm hàng ngày, cần phải làm hàng ngày để mình có một cái để có cái dòng tiền liên tục nó chảy về, đó là thói quen đầu tư vào tài sản, đúng không, chứ không phải đầu tư vào tiêu sản. Ví dụ như ngày hôm nay ấy, tài sản là gì ạ? Tài sản đó là nhà, là đất, là xe, đúng không? Khi mà chúng ta đầu tư vào tài sản như vậy, đầu tư vào những cái thứ mà có giá trị và có thể nó tạo thành dòng tiền ấy, thì nó sẽ khiến cho tiền đẻ ra tiền, đúng không? Có rất nhiều người chúng ta đầu tư vào những cái phương tiện cho cuộc sống. Ví dụ như có thể là cái thu nhập của chúng ta nó chưa đủ nhiều tiền, chưa đủ nhiều để chúng ta có thể nuôi thêm một cái xe ô tô, nhưng mà chúng ta lại mua ô tô thì đây gọi là tiêu sản, đúng không? Còn nếu một số người thì nếu như họ mua ô tô và lúc này họ sẽ có thể kiếm được nhiều tiền hơn so với việc mà họ không có ô tô, thì lúc này đây gọi là tích sản, đúng không? Và cái ranh giới mong manh giữa tiêu sản và tích sản nó vô cùng mong manh. Nên là chúng ta cần phải ý thức rõ giữa cái việc là tại thời điểm này mình đã có được sự tự do tài chính chưa? Và việc chúng ta đầu tư tiền ở đâu, chúng ta cần phải suy nghĩ xem nó là tiêu sản hay nó là tích sản, đúng không? Và có rất nhiều người mà chúng ta không định nghĩa được và không hiểu được đâu là tiêu sản, đâu là tích sản. Nên là mình cứ chạy theo những cái phù du ở ngoài kia. Ví dụ như chúng ta đầu tư những cái chiếc điện thoại mà vài ba chục triệu, đúng không? Và cứ thấy có cái nào ra là chúng ta mua luôn. Nhưng mà thay vì vậy, cái điện thoại nó cũng chỉ là cái điện thoại thôi, đúng không? Và nó giúp chúng ta có được cái gọi là oai trước mọi người, có đẳng cấp trước mọi người. Nhưng mà có đôi khi thì vì chúng ta chơi cái cuộc chơi là mà cái bánh vẽ ở bên ngoài, chúng ta cho nhìn người khác nhìn thấy tôi có cái này, tôi có cái kia, nhưng mà trên thực tế thì chúng ta đang phải lai lưng đi trả nợ cho những khoản tiền mà để mình thể hiện cái sự oai phong trước mọi người, đúng nào? Và tất cả những cái người giàu có thì họ không làm như vậy, họ tiêu tiền, họ biết cách tính toán và họ sẽ mua những cái điện thoại sành điệu, họ sẽ mua những cái xe sành điệu nếu như nó giúp cho họ gia tăng tài sản của họ, còn nếu nó là tiêu sản thì họ sẽ không tiêu, đúng nào? Nên là chúng ta cần phải có tư duy của việc tiêu sản và tích sản,
Còn nếu như ngày hôm nay mình chỉ đầu tư vào những cái thứ tiêu sản thôi thì chúng ta đang bị mất máu, đúng không? Khi chúng ta đầu tư vào những cái thứ tiêu sản thì chúng ta đang bị mất máu, và người khác thì người ta tích sản, còn những cái người giàu càng lúc người ta còn càng giàu hơn, bởi vì mình người ta biết dùng đòn bẩy tài chính của người khác để họ tăng việc tích tài sản cho họ, nhưng mà chúng ta lại tăng cái việc là tích lũy lợi cho mình, đúng không? Tích lũy lợi mà không phải, mà chúng ta nếu mà vay nợ để chúng ta phát triển sự nghiệp thì đã đành, nhưng mà chúng ta vay nợ để ăn chơi thì kiểu đó nó sẽ giúp ta nghèo đi rất là nhanh, đúng không nào? Đấy là cái thói quen thứ ba, là hãy đầu tư vào tài sản của chúng ta, và đầu tư vào tài sản để chúng ta có thể giảm thiểu được rủi ro, đúng không nào? Giả sử như ngày hôm nay ấy, có thể là chúng ta đầu tư vào, ví dụ như là chúng ta đầu tư vào chứng khoán và các thứ, đúng không? Thì nó sẽ có nhiều rủi ro hơn. Còn nếu như ngày hôm nay chúng ta muốn bền vững thì chúng ta đầu tư vào đất, đúng không? Vào nhà ấy, thì hay là chúng ta đầu tư vào vàng, hay là đầu tư vào ngoại tệ, thì cái này gọi là tài sản, đúng không? Và những cái thứ này nó có thể thay đổi theo thời gian, nhưng mà an toàn hơn cả đó là chúng ta đầu tư vào tài sản, ví dụ đất như nhà, đó chính là tài sản của chúng ta, đúng không? Và nó có thể giúp ta là gia tăng cái nguồn lực của nó. Và rõ ràng tại thời điểm này thì rất nhiều người bắt đầu thay vì việc họ tiết kiệm, họ gửi tiền ở trong ngân hàng, thì họ bắt đầu có tư duy là mang tiền của chúng ta, của mình đi đầu tư vào đất, vào nhà, vào tài sản. Và như vậy nó sẽ giúp ta có được cái sự thành công bền vững, và đất nhà càng lúc nó càng hạn hẹp đi, nên là chúng ta hãy có tư duy đầu tư vào tài sản thì sẽ giúp ta có thể phát triển mạnh mẽ. Và đó là lý do vì sao mà những cái người giàu thường họ sở hữu rất nhiều khối tài sản khác nhau, rất nhiều nhà, rất nhiều đất ở khắp mọi nơi, đúng không ạ? Và yếu tố số 4, cái thói quen số 4 và việc thứ 4 chúng ta cần phải làm hàng ngày để chúng ta có được cái sự thành công bền vững, đó là chúng ta hãy xây dựng cái tiến chiến lược, để chúng ta những cái chiến lược, và chúng ta có những kế hoạch đầu tiên để mình có thể bắt đầu. Không phải là chúng ta thấy nó hay và chúng ta để ở trong cái đầu của mình, mà chúng ta cần phải lên cho mình những cái chiến lược để mình có thể ngay lập tức tiến hành nó và biến nó trở thành là thói quen của mình. Nên là chúng ta hãy xây dựng những cái chiến lược để mình có thể nhanh chóng nắm bắt những cơ hội trong cuộc sống của chúng ta. Ví dụ như là chiến lược phát triển bản thân, chiến lược tìm hiểu về các kênh đầu tư, chiến lược để đi nghiên cứu về những cái, để tìm các chuyên gia để hỗ trợ mình, đúng không? Và bên cạnh cái việc mà chúng ta xây dựng những cái chiến lược phát triển cho mình, thì cách đơn giản nhất, cách nhanh nhất và cách hiệu quả nhất đó là chúng ta hãy thuê chuyên gia, đúng không? Đấy là cái chiến lược số 5, là thay vì mình tự mày mò, tự nghiên cứu thì sẽ mất rất là nhiều thời gian, và chúng ta có sẽ phải gặp phải những cái bài học là thất bại, đúng không? Chúng ta sẽ có thể gặp những cái bài học thất bại mà mình không thể nào đạt được như mình mong muốn, vì chúng ta chưa có kiến thức, chưa có kinh nghiệm. Thay vì vậy chúng ta hãy bỏ và hãy tiết kiệm cái tiền ngu, cái tiền mà học bằng thất bại bằng việc là chúng ta thuê những cái chuyên gia về hỗ trợ chúng ta. Và đặc biệt là chúng ta hãy thuê những chuyên gia giỏi, những huấn luyện viên giỏi, những người coaching giỏi để giúp chúng ta có thể nhanh chóng đạt được mục tiêu của mình, nhanh chóng thành công. Và đây là một cái khoản đầu tư cực kỳ thông minh, đầu tư cho những cái việc mà mình không biết. Và mình muốn thành công thì mình cần phải đưa chuyên gia về làm cho mình. Hãy thuê chuyên gia. Và nếu như mình không thấy cái, mình khi mình thuê một chuyên gia ở đó mà mình thấy họ không làm tròn vai, họ không làm tốt, thì đừng có ngại mà thay đổi chuyên gia. Hãy liên tục tìm cho mình những chuyên gia, mà đã là chuyên gia thì mình hãy chọn những chuyên gia tốt nhất ở trong cái lĩnh vực nào đó. Và cái việc mà mình tìm những chuyên gia tốt nhất đã là một cái đòn bẩy chúng ta có thể thành công nhanh hơn những người khác. Thay vì việc mình phải vơ vấp, phải trải qua thất bại, thì chúng ta sẽ thành công ngay khi chúng ta bắt đầu, bởi vì mình đã có những cái chuyên gia trong tay. Và đã là chuyên gia, mình đừng tiếc tiền để thuê những cái chuyên gia giỏi nhất. Và vì mình có những chuyên gia thể giỏi nhất thì mình mới khiến cho đồng tiền nó nhanh chóng sinh sôi nảy nở trong tay mình. Còn nếu như mình thuê những cái chuyên gia mà mình tiết kiệm, mình thuê những người gọi là biết biết thôi cũng được, thì người ta sẽ dùng chính cái nguồn lực của chúng ta, chúng ta làm gọi là vật thí nghiệm cho họ, đúng không nào? Nên là đừng ngại thay đổi chuyên gia, và cũng đừng tiếc tiền để chọn những chuyên gia tốt nhất. Đừng chọn những chuyên gia mà gọi là chuyên gia amateur, gọi là biết biết một tí thôi nhưng mà lại không có thực chiến, thì nó sẽ khiến chúng ta gặp rất là nhiều rủi ro trong cái sự phát triển cái sự nghiệp của mình, đúng không nào? Nên là hãy đầu tư để chọn những chuyên gia tốt nhất làm việc cho mình, đúng không ạ? Và cái thói quen thứ sáu mà chúng ta nhất định chúng ta cần phải làm, một cái thói quen thứ sáu mà chúng ta cần phải làm thường xuyên, đó là ngày hôm nay có rất nhiều các công cụ khác nhau. Ngày hôm nay có rất nhiều các công cụ, có vũ khí chiến lược khác nhau để giúp ta có thể phát triển được sự nghiệp của mình.
Ví dụ có rất nhiều các anh chị ạ, chúng ta đang không biết đến một thứ, chúng ta đang không biết tận dụng một thứ sức mạnh khủng khiếp, đó là đòn bẩy Internet. Và trên Internet có rất nhiều thứ mà chúng ta có thể tự động hóa cái doanh nghiệp của mình, tự động hóa cái sự kinh doanh của mình, đúng nào? Và chúng ta vẫn đang phải dùng sức của mình để chúng ta làm. Ví dụ như hiện tại, ví dụ em Hoài Nam chẳng hạn, thay vì việc mình thuê một nhân viên làm, thì mình sử dụng những cái công cụ giúp mình có thể tiếp cận đến mục tiêu của mình nhanh hơn. Ví dụ như đơn giản là cái việc gửi tin nhắn thôi. Thì có những người chúng ta sẽ mất khoảng 20, 30, thậm chí là hàng tiếng, hàng vài tiếng đồng hồ để chúng ta có thể gửi tin nhắn cho 1.000 người. Theo các anh chị, để chúng ta có thể gửi tin nhắn cho 1.000 người mà mình dùng tay của mình gửi thì nó mất khoảng bao nhiêu lâu ạ? Nó mất khoảng bao nhiêu lâu ạ? Có phải ạ là chúng ta nhiều khi chúng ta mất nguyên một buổi sáng chúng ta mới có thể gửi được tin nhắn cho 1.000 người, đúng nào? Và Hoài Nam ạ thì chỉ có một enter một nút là ngay lập tức mình có thể đi chơi được luôn. Và mình có thể gửi tin nhắn đến 1.000 người. Mình cứ soạn tin nhắn sau đó mình bấm enter một phát là mình có thể gửi cho 1.000 người luôn. Và thậm chí không phải 1.000 người mà vài nghìn người trong một lúc mình có thể làm được. Và đó gọi là công cụ. Đúng nào? Và cái công cụ thì nó sẽ giúp chúng ta là tiết kiệm thời gian, tiết kiệm nguồn lực, tiết kiệm công sức. Và cái công cụ là những thứ mà được sinh ra để hỗ trợ chúng ta. Và Internet là một cái đòn bẩy chúng ta có thể phát triển mạnh mẽ hơn. Nếu như cũng tương tự như vậy, nếu như ngày hôm nay chúng ta làm việc mà chúng ta không biết sử dụng đến cái đòn bẩy Internet thì không khác nào chúng ta đang kinh doanh theo thời tiền sử. Nên là chúng ta cần phải học cách ạ. Dù chúng ta biết là chúng ta sợ Internet, chúng ta sợ những cái công cụ nọ kia, nhưng mà chúng ta cần phải học đó và phải thấy rằng mình thích nó và phải đam mê nó để mình đưa cái việc tự động hóa vào trong công việc của mình. Và rõ ràng ạ, mình sử dụng những cái công cụ marketing, những công cụ trên Internet nó giúp cho việc của chúng ta nó đạt hiệu quả cao hơn cùng một nguồn lực như nhau. Nhưng mà một người thì người ta chỉ mất 1 phút để người ta gửi tin nhắn cho hàng nghìn người. Nhưng mà một người khác thì mất nhiều khi cả ngày, một buổi mới làm được cái việc đó. Thì chúng ta đã hơn nhau ở cái hiệu suất lao động cao rồi, đúng không? Và chúng ta cần phải nâng cao cái hiệu suất lao động của mình bằng cái việc là liên tục biết cách là sử dụng những cái công cụ, vũ khí, chiến lược để chúng ta đạt hiệu quả cao hơn. Bởi vì có rất nhiều con đường nó đều đến với mục tiêu như nhau. Nhưng mà tùy thuộc cái phương tiện mà chúng ta chọn, nó sẽ giúp ta đi nhanh hay là đi chậm. Cũng tương tự như vậy, giả sử như ngày hôm nay chúng ta cần phải di chuyển từ Hà Nội vào Sài Gòn thì nó có rất là nhiều các phương tiện. Từ việc đi bộ chúng ta vẫn đi được, đi xe máy, đi ô tô, đi tàu hỏa, đi máy bay, đúng nào? Và chúng ta thường rất nhiều người chúng ta không biết là những điều chúng ta không biết nên chúng ta chọn là tiết kiệm nên mà chúng tôi sẽ đi đi xe máy. Nhưng mà trên thực tế đi xe máy thì cái rủi ro và cái chi phí nó còn cao hơn là đi máy bay, đúng nào? Và cái thứ chúng ta phải trả đó là thời gian, mà thời gian thì nó là tài sản. Ấy, chúng ta biết cách tận dụng thời gian của mình bởi vì tất cả chúng ta chỉ có 24 giờ một ngày thôi. Nếu như ngày hôm nay chúng ta dành 24 giờ đấy vào những công việc là nó mất quá nhiều thời gian thì không thể nào chúng ta làm được những cái việc khác. Bởi vì mình làm việc này thì mình mất đi cái việc kia. Nên chúng ta cần phải tìm mọi thứ mà giúp chúng ta có thể làm việc với hiệu suất cao hơn. Và trên thực tế có rất nhiều những cái thứ ở ngoài kia nó đã có sẵn rồi để giúp chúng ta tăng tối đa cái hiệu suất của mình mà không phải dùng cái nguồn lực thời gian của mình để mình làm, đúng không nào? Và những cái người thành công thì họ biết cách là sử dụng những cái đòn bẩy, những cái phương tiện, những cái công cụ, những cái vũ khí để giúp họ thành công và vẫn đạt được mục tiêu của mình trong cái khoảng thời gian ngắn nhất có thể, đúng không? Và tiếp tục nữa là chúng ta liên tục hãy tìm kiếm cho mình những cái chiến lược làm mới. Bởi vì trên thực tế có nhiều khi cái cách làm của chúng ta nó đã là cũ, rất là cũ rồi, đúng không? Và việc của chúng ta là liên tục tìm kiếm những cái phương pháp làm mới và khác biệt đó, nó mới tạo ra cái sự thành công. Đúng nào, thay đổi hoặc là chết. Nếu chúng ta không thay đổi cách làm của mình khi mà cuộc sống ngày một thay đổi và cái nhu cầu của xã hội nó cũng dịch chuyển từng ngày từng giờ một, nếu như chúng ta không nhanh chóng thay đổi để thích nghi thì chúng ta sẽ bị loại bỏ khỏi cuộc chơi, đúng nào? Và việc của chúng ta là chủ động tìm kiếm những cái chiến lược mới để chúng ta có thể phát triển cái sự nghiệp của chúng ta, phát triển cái doanh nghiệp của chúng ta. Và chúng ta hãy đọc và sử dụng những cái chiến lược mà chúng ta tìm thấy ở những cuốn sách, đúng nào? Và những cuốn sách thì nó là khối tài sản mà khi chúng ta rèn luyện thói quen đọc nhiều sách, học nhiều người thầy là thầy sách, thầy Google thì bản thân chúng ta sẽ có rất là nhiều những kiến thức vô cùng tuyệt vời bởi vì nó chính là tri thức của nhân loại. Thay vì việc chúng ta tự mình là tìm tòi, tự mình trải nghiệm nó, làm ngã rồi lại sửa lại thì chúng ta hãy học luôn từ những người thành công và sau đó xem cái nào phù hợp với mình thì nhanh chóng áp dụng nó và
bị cải biên nó một chút đi, hoặc là nếu mà thấy ngon rồi thì cứ thế là làm để nó thành công, đúng nào? Nên là không có cách làm khác nhanh hơn bằng cái việc là chúng ta hãy học từ những người thành công, học cái kinh nghiệm của họ và sau đó thì áp dụng nó để mình có được những thành công nhanh chóng như mình mong muốn, đúng không ạ? Và hãy luôn đọc và lưu lại. Có một cái nữa mà khi mà chúng ta sử dụng đến internet, đó là chúng ta hãy liên tục học từ những người khác. Và bên cạnh đó, ví dụ như chúng ta có thể thấy những mà cái bài viết hay, đúng không? Chúng ta đôi khi chúng ta nói rằng, ôi tôi không có khả năng viết hay, tôi không giỏi về content. Nhưng mà một số người lại hỏi là tại sao chị viết content hay thế? Một cái bí mật ở đây đó là tại sao mình lại không tận dụng cái trí thông minh của người khác, đúng không? Và Hoài Nam khi mà Hoài Nam lên online là liên tục là mình thấy những cái quảng cáo hay, mình sẽ copy nó lại ngay. Bởi vì quảng cáo là người ta đầu tư rất nhiều tiền để quảng cáo thì người ta phải trau chuốt từng câu từ trong cái bài quảng cáo đó, hay là thậm chí có những cái bài viết, những cái content mà chia sẻ rất là hay và mình đọc mình thấy tâm đắc thì ngay lập tức Hoài Nam phải copy về và tạo thành một cái bộ sưu tập những cái bài viết hay, những cái content, những cái phần chia sẻ hay á, và sau đó là mình dùng nó và mình sẽ sao sáo nó, sử dụng nó làm nền, sau đó mình cộng với trí thức của mình, và thay vì mình sử dụng một cái đầu trí tuệ của họ thì mình có thêm cái trí tuệ của mình, hai cái trí tuệ cộng vào thì chúng ta sẽ có thêm một cái bài viết mới, một cái sản phẩm mới mà nó tổng hợp nhiều cái trí thông minh tạo ra, đúng không nào? Và đó là cách để chúng ta tạo ra những cái bài viết hay mà chúng ta sử dụng cái đòn bẩy internet để phát triển sự nghiệp của mình. Và hãy liên tục biết cách là đưa internet vào cuộc sống của chúng ta, đưa internet vào việc phát triển cái sự nghiệp của chúng ta. Đây là việc chúng ta cần phải rèn luyện và làm hàng ngày để chúng ta có được sự thành công bền vững. Cái thói quen số 7 giúp chúng ta có được cái sự thành công bền vững, đó là việc chúng ta cần phải học cách đầu tư, đúng không nào? Đầu tư vào tầm nhìn dài hạn, đúng không nào? Chúng ta hãy đầu tư vào những thứ có tầm nhìn dài hạn thì chúng ta mới có được thành công. Giả sử như vậy, ngày hôm nay mình biết là có một cơ hội kinh doanh mà mình biết rằng trong một vài thời gian tới đây nó rất là ngon, cũng giống như mình biết một cái dự án nào đó nó sắp sửa xây nên. Và chúng ta thấy rằng đây là một xu thế của nhân loại rồi và nó thực sự đó là một cơ hội tốt. Vậy thì chúng ta hãy nhanh chóng nắm bắt nó, nhất là khi cái cơ hội đó nó rủi ro là không có, đúng nào? Nếu mình thấy không có rủi ro mà nó thực sự là an toàn, nó không có rủi ro mà nó là một cơ hội vô cùng tiềm năng thì chúng ta hãy tỉnh táo và hãy biết cách đón nhận nó. Và khi người ta mang tới cho chúng ta cơ hội thì hãy dùng một cái lăng kính là cái tầm nhìn dài hạn để chúng ta nhìn nhận cơ hội, chứ đừng cái việc là tập trung vào cái việc người ta vẽ cho chúng ta những cái bánh vẽ là cái này chỉ cần quẳng tiền vào đây thôi đấy, 200 triệu thì sau một năm là nên hai lên là gấp 10 lần chẳng hạn, thì đó là những cái thứ mà không ổn. Khi chúng ta xác định một cái gì đó vào cái tầm nhìn dài hạn thì chúng ta cần biết rằng chúng ta phải thuận theo tự nhiên. Bất kỳ mô hình kinh doanh nào mà nó làm thuận theo tự nhiên thì kiểu gì nó cũng sẽ phát triển. Ví dụ như thuận theo tự nhiên là gì ạ? Đó là phải có làm thì mới có ăn, đúng không? Chứ không có chuyện là mình quẳng tiền vào và sau đó tự dưng nó tiền nó sinh sôi nảy nở mà tăng gấp 10, gấp 20 lần, thậm chí hàng trăm lần thì điều đấy chỉ có là bánh vẽ thôi, đúng nào? Và chúng ta cần phải hiểu và cần phải tỉnh táo giữa cái việc là mình đang bị đánh vào cái lòng tham. Tất cả những thứ mà phải tạo ra giá trị cho cuộc đời thì nó mới được định giá là có giá trị. Còn nếu như ngày hôm nay mà những cái mô hình kinh doanh mà nó không có giá trị, nó không tạo ra giá trị trong cuộc sống thì đó gọi là Ponzi, là lừa đảo. Thì chúng ta cần phải tỉnh táo để chúng ta nhìn ra đâu là xu thế và đâu là lừa đảo để chúng ta không bị rơi vào cái bẫy của lòng tham, đúng nào? Và chúng ta cần phải học cách là người đầu tư thông minh và đầu tư trong dài hạn, đầu tư trong cái tầm nhìn giúp chúng ta có thể có một cái tầm nhìn dài hạn, chứ không phải là chúng ta chỉ chơi những cái trò chơi trong ngắn hạn thì không bao giờ nó có chúng ta được cái kết quả dài hạn cả. Cũng giống như vậy, nếu chúng ta để ý áp dụng ở trong cuộc sống của chúng ta thôi, là những cái người nông dân người ta có những cái người ta chọn là trồng cây ngắn ngày thì cứ vài tháng là người ta thu hoạch một lần, sau đó người ta lại phải trồng lại từ đầu. Nhưng một số khác người ta chọn trồng những cây lâu năm. Trồng những cây lâu năm thì đôi khi người ta mất 3 năm, 5 năm, 7 năm thì người ta mới có được kết quả. 3 năm, 5 năm, 7 năm thì bắt đầu cái cây đó nó mới trưởng thành và nó đơm hoa kết trái. Nhưng mà nhờ có 3 năm, 5 năm, 7 năm đó mà khi cái cây đó nó đơm hoa kết trái rồi thì nó cứ tự động cứ đến mùa là nó ra hoa kết trái, cứ đến mùa nó đơm hoa kết trái. Và đó gọi là xây dựng những dòng thu nhập và xây dựng những chiến lược đầu tư trong dài hạn.
chúng ta cần phải đầu tư trong dài hạn như vậy thì chúng ta mới đỡ mệt. Còn những cái người mà trồng cây ngắn ngày thì các anh chị có thấy không, là họ liên tục gọi là phải chăm bón nó, và cứ hết mùa này thì họ lại cấy đi làm mùa khác, cứ cấy sáng cấy chiều gặt, cứ như vậy cứ liên tục và không một lúc nào họ được ngừng nghỉ cả. Còn những người trồng cây lâu năm á thì họ mất một thời gian, họ nỗ lực trong một vài năm đầu nó không có kết quả, và đấy là giai đoạn mà họ thai nghén nó, họ vun trồng nó. Cũng giống như cây tre, nó phải mất rất là nặng, mất với 5 7 năm nó ươm mình, nó giữ mình ở trong lòng đất, và nó đâm cái rễ của nó xuống thật sâu trong lòng đất thì sau đó nó mới có thể phát triển ra, và khi nó mọc lên khỏi mặt đất thì chúng ta mới thấy cái sự phát triển của nó rất là nhanh, đúng nào. Còn hầu như để có một cái búp măng thì nó mất rất là nhiều năm nằm sâu trong lòng đất để mà nó tích lũy cái năng lượng của nó, và khi thời cơ tới thì nó có thể vươn lên mạnh mẽ, đúng nào. Và chúng ta cần phải học cái việc là cái sự phát triển của cây tre để chúng ta tạo ra cái sự bền vững cho mình. Chúng ta cần học cách là đầu tư an toàn, bằng cái việc đầu tiên là chúng ta đầu tư những cái khoản nhỏ thôi, nhưng sau đó chúng ta bắt đầu tăng dần và thấy nó thực sự là có giá trị cho cuộc sống, nó thực sự là tiềm năng, thì bắt đầu chúng ta tăng dần cái nguồn lực của mình lên, đúng không ạ. Và thói quen số 8 mà chúng ta cần phải làm đó là chúng ta liên tục có một cái chiến lược thoát ấy, và bản thân Hoài Nam cũng vậy. Ngay khi mà Hoài Nam đi học Yêu Kem thì cái bài học giá trị nhất mà Hoài Nam nhận được và mình ngay lập tức mình phải suy nghĩ đến trong công việc của mình, đó là chiến lược thoát. Khi chúng ta xây dựng một cái doanh nghiệp cho mình, khi chúng ta xây dựng một cái sự nghiệp kinh doanh cho mình thì chúng ta luôn luôn phải có kế hoạch là mình có thể rút ra được khỏi cái công việc này để khi mà có mình hay không nó cũng có thể vận hành cách trơn tru, thì lúc đó chúng ta mới có thể thoát được khỏi doanh nghiệp. Và tất cả những cái ví dụ như những cái người học cùng Hoài Nam ấy, thì việc đầu tiên họ làm đó là họ liên tục là có thói quen đó là tự động hóa cái doanh nghiệp của họ để họ có thể nhân bản bản thân mình ra, và họ sẽ viết mọi thứ thành quy trình, mọi thứ thành quy trình. Và Hoài Nam cũng có thói quen như vậy, khi mình làm được bất kỳ cái điều gì việc đầu tiên mình làm đó là mình viết xuống quy trình, sau đó mình chạy thử nó, và sau đó thấy cái gì cần sửa là mình sửa lại, sau đó mình lại chạy thử nó, khi nào nó ngon rồi thì mình bắt đầu nhân bản, và khi mình nhân bản được xong ạ là lúc mình có thể rút ra khỏi quy trình, đúng nào. Và chúng ta luôn luôn có một cái tư duy đó là chiến lược thoát ấy, bất kỳ cái mô hình kinh doanh nào, bất kỳ cái gì ạ, chúng ta nếu mà mình ngấm vào trong đó mà mình phải dính vào trong đó nó mới vận hành ạ, thì không bao giờ chúng ta đạt được cái sự tự do. Mà trên thực tế con người của chúng ta, cái mong muốn lớn nhất của chúng ta đó là mong muốn có được cái sự tự do trong cuộc đời, đúng không ạ. Và đấy là cái khát khao và điều mong muốn lớn nhất của tất cả mọi người, chúng ta đều mong muốn đạt được cái yếu tố cuối cùng đó là đạt được sự tự do. Vậy nếu như ngày hôm nay chúng ta xây dựng một sự nghiệp kinh doanh của mình mà mình không có được cái chiến lược thoát cho mình, mà cái sự nghiệp đó nó cứ phải có mình ạ nó mới vận hành được, thì không bao giờ chúng ta có được sự tự do như mình mong muốn. Nên là chúng ta cần phải học cái thói quen đó là phải có chiến lược thoát, và chúng ta phải sở hữu những cái thứ mà giúp chúng ta có thể tự động cái công việc kinh doanh của chúng ta. Và để làm được điều đó thì bằng mọi cách chúng ta cần phải là viết xuống mọi thứ thành quy trình. Hãy viết mọi thứ thành quy trình, và chỉ có quy trình nó mới có thể nhân bản được. Và quy trình chính là tài sản của chúng ta. Người nào càng sở hữu nhiều quy trình thành công bao nhiêu thì người đó càng sở hữu khối tài sản lớn bấy nhiêu. Và quy trình là thứ mà nó giúp chúng ta có thể là làm được với bất kỳ ai khi tham gia vào họ cũng có thể nhanh chóng nắm bắt quy trình được đó, mà không cần phải mình cứ phải làm đi làm lại, dạy đi dạy lại, đúng không nào. Nên là hãy cụ thể hóa mọi thứ thành quy trình, cụ thể hóa mọi thứ thành các con số để có thể đo lường và kiểm soát một cách thường xuyên, để chúng ta bất kỳ lúc nào chúng ta cũng có thể rút ra khỏi cái sự nghiệp của mình, rút ra khỏi doanh nghiệp của mình mà nó vẫn có thể vận hành một cách trơn tru và tự động ạ. Thói quen tiếp theo đó là thói quen số 9. Chúng ta sẽ cần phải có một cái thói quen tiếp theo là thói quen số 9 này. Cái thói quen này cũng là một việc vô cùng quan trọng mà giúp chúng ta phát triển được cái sự nghiệp của mình, giúp chúng ta có được cái sự thành công bền vững. Đó là chúng ta hãy luôn luôn giữa song hành giữa cuộc sống và kinh doanh, đúng nào. Chúng ta cần phải song hành giữa cuộc sống và kinh doanh. Có rất nhiều người khi mà chúng ta làm việc chúng ta đi bị quên mất cuộc sống, đúng nào. Chúng ta quên luôn gia đình, quên luôn con cái, quên luôn cả việc là tận hưởng cuộc sống của mình, và chúng ta trở thành cái nô lệ đồng tiền. Chúng ta làm việc cật lực suốt ngày mà chúng ta không có thời gian để nghỉ ngơi vui chơi. Và khi vậy ạ thì chúng ta sẽ khi mà làm việc như vậy trong một thời gian dài, chúng ta sẽ mất đi cái cảm giác của cái việc là tận hưởng cái việc giá trị của việc kiếm tiền. Bởi vì trên thực tế chúng ta đi kiếm tiền là để phục vụ cái cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà ngày hôm nay ạ, chúng ta lại biến mình trở thành một cái nô lệ đồng tiền. Chúng ta giống như một cái máy ạ, chỉ biết làm và làm thôi.
thì cái điều này nó không khiến chúng ta có được cái sức mạnh để chúng ta duy trì cái sự bền bỉ của mình lâu dài. Và cũng giống như cái trái tim của chúng ta, ở trong cơ thể của chúng ta thì trái tim của chúng ta là cái cơ quan mà nó làm việc suốt đời của mình luôn, không có một lúc nào mình nó nghỉ cả. Nếu như một ngày nó nghỉ thì tức là chúng ta rời khỏi cuộc đời này, đúng không ạ? Nên là chúng ta thấy rằng cái trái tim của chúng ta nếu mà nó cứ đập liên tục, đập liên tục thì kiểu gì chúng ta cũng bị bệnh. Và nhờ có việc là cứ đập một nhịp nó lại nghỉ một nhịp, nó đập một nhịp nó lại nghỉ một nhịp, nên là nó có thể làm việc cả đời mà không mệt mỏi. Còn chúng ta ngày hôm nay nếu như chúng ta cứ căng mình lên làm việc liên tục liên tục liên tục liên tục mà không cho mình cái việc tận hưởng cuộc sống, không cho mình những khoảng khắc nghỉ ngơi, thì không thể nào chúng ta tạo ra được cái năng lượng mà giúp cho mình là duy trì cái sự bền bỉ của mình. Nên là chúng ta cần phải cân đối giữa việc là kinh doanh và cuộc sống, khiến cho hai cái nó trở thành cái cuộc sống của mình, đúng không nào? Và hãy kinh doanh là để phục vụ kênh phong cách sống, kinh doanh là phải vui, đúng không nào? Và vì vì mình vui nên là mình kinh doanh. Nên là cái cách nhanh nhất chúng ta chọn đó là hãy chọn cái điều mình muốn, chọn cái điều mình thích và kinh doanh cái điều mà mình cảm thấy hạnh phúc, kinh doanh cái điều mà giúp cho mình luôn luôn cảm thấy vui vẻ hàng ngày, thì đó mới khiến cho cái công việc của chúng ta nó càng lúc nó càng phát triển mạnh mẽ hơn, đúng không nào? Và chỉ khi nào chúng ta đam mê cái công việc mình làm, có câu nói rằng tâm chúng ta để ở đâu thì sự nghiệp chúng ta để ở đó. Vậy thì chỉ khi nào mà chúng ta đam mê cái công việc mình làm, chỉ khi nào mà chúng ta đam mê và chúng ta hạnh phúc từng khoảnh khắc khi mà mình làm việc, thì lúc đó chúng ta mới là đang vừa đang có được cả hai yếu tố, vừa là kinh doanh vừa là tận hưởng cuộc sống. Nên là hãy liên tục đưa nó vào cái thói quen của chúng ta, hãy biến cái việc kinh doanh là tận hưởng từng cái khoảnh khắc của cuộc sống, biến việc kinh doanh là tận hưởng từng cái khoảnh khắc và để mình được chinh phục những mục tiêu mới, và hãy biến kinh doanh trở thành con người của chúng ta, biến cái việc thực hiện cái phong cách sống là công việc kinh doanh của chúng ta, được không nào? Và khi các anh chị làm được cái điều đó thì chúng ta sẽ luôn luôn bền vững với công việc kinh doanh của mình. Còn nếu như ngày hôm nay mình chỉ là lao đầu đi để kiếm tiền thôi, kinh doanh để kinh doanh thôi, và kinh doanh và cuộc sống của chúng ta nó lại hai mảng khác nhau, hai mảng đối lập nhau, thì giống như việc chúng ta cứ suốt ngày phải gồng mình lên để làm những cái điều mình không muốn. Hà Nam chỉ cần chúng ta làm một cái bài tập thôi. Các anh chị chỉ cần cầm một cái tờ giấy, ví dụ như là cái này. Ví dụ Hà Nam sẽ cầm một cái này. Và chúng ta cầm ra giơ nó lên trước mặt mình. Chúng ta cầm chúng ta giơ nó lên trước mặt mình. Mặc dù nó rất là nhẹ thôi. Nó không nó nhẹ như một cái tờ giấy thôi. Nhưng mà khi chúng ta cầm nó lên và cứ giơ tay ra liên tục như vậy thì một lúc chúng ta cũng sẽ cảm thấy mỏi. 10 phút, 20 phút trôi qua nó sẽ rơi khỏi tay chúng ta bất kỳ lúc nào, và nó sẽ rơi lúc nào mà mình không biết, và lúc này mình cũng sẽ mỏi, cảm thấy cái tay mình nó mỏi rã rời luôn, đúng nào? Và đấy là một thứ nó vô cùng nhẹ thôi mà chúng ta còn bị cảm giác như vậy. Vậy nếu như ngày hôm nay mình cứ lao đầu đi kiếm tiền và mình không biết là tiêu tiền là gì, mình không biết tận dụng cái việc hạnh phúc của việc kiếm tiền và mình trở thành nô lệ của đồng tiền ấy, thì sẽ rất là nhanh thôi chúng ta bị gục ngã, đúng nào? Nên là chúng ta đừng trở thành cái nô lệ của đồng tiền, mà hãy biến đồng tiền nó trở thành nô lệ của chúng ta. Tiền nó được sinh ra là để phục vụ chúng ta, chứ không phải mình sinh ra để phục vụ đồng tiền. Hãy luôn luôn nhớ điều đó. Và rất nhiều người chúng ta đang bị lầm tưởng giữa cái việc là mình đi kiếm tiền và mình trở thành nô lệ của đồng tiền, đúng nào? Và nếu chúng ta là nô lệ của đồng tiền thì chúng ta sẽ rất là nhanh và chúng ta sẽ bị gục ngã, bởi vì mình không còn sức để mình làm nữa, không còn lực để mình làm nữa, đúng ạ? Và hãy tìm cho mình những người khi mà chúng ta biết cách là đưa cái việc mà kinh doanh và cuộc sống nó song hành cùng nhau, thì chúng ta hãy tìm cho mình những cái người mà dẫn đường mà có thể giúp ta đến được thành công, đúng nào? Và trong cuộc đời của chúng ta đôi khi hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời nó không phải là có thể đi được đến đâu đó, mà hạnh phúc nhất trong cuộc đời đó là mình tìm được một người có thể dẫn đường cho mình tới được một nơi có ánh sáng, đúng nào? Và hãy tìm cho mình những người thầy như vậy. Và cuộc đời của chúng ta khác nhau ở việc là chúng ta tìm được những cái người dẫn đường mà tận tâm tận tụy để giúp ta có thể thành công. Và người ta nói rằng muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng đồng đội. Nên là khi mà chúng ta xây dựng cái sự nghiệp kinh doanh của chúng ta và cái cuộc sống của chúng ta, thì hãy tìm cho mình những cái người đồng đội mà khi mình làm việc với họ mình cảm thấy vui, khi mình làm việc với họ mình cảm thấy hạnh phúc, và mình tìm cho mình những người thầy mà họ có thể dẫn dắt mình đi từ bóng tối đến ánh sáng, từ cái việc chúng ta không biết trở thành một người biết, và từ cái việc chúng ta không có thành công trở thành những người thành công. Và đó chính là cái may mắn, là hạnh phúc trong cuộc đời của chúng ta. Vậy nên hãy luôn luôn trân trọng cái người dẫn đường của mình, hãy luôn luôn biết trân trọng và biết cảm ơn, biết biết ơn và tri ân họ, những cái người mà dẫn đường chúng ta, đúng nào? Và đó là việc chúng ta cần phải làm.
và cần biến nó trở thành một cái phản xạ tự nhiên. Bởi vì mỗi một ngành, mỗi một ngành, một ngách, ví dụ như phát triển về cái kỹ năng đúng không, kỹ năng sống thôi, thì chúng ta cũng cần tìm cho mình một người thầy, ngay cả việc là rèn luyện thói quen, là chăm sóc sức khỏe thôi, luyện tập thể dục thể thao thôi, chúng ta cũng cần có những người thầy truyền cảm hứng cho chúng ta mới có thể thay đổi được, đúng không? Nên là chúng ta hãy liên tục tìm cho mình những người thầy, những người dẫn đường để giúp ta có thể dẫn dắt chúng ta đến với những đỉnh cao mới, đến những cái thành công mới trong cuộc đời của mình. Và hãy thử sử dụng thời gian của chúng ta, bởi vì vốn thời gian của chúng ta là một thứ hữu hạn, nên là hãy sử dụng nó một cách thông minh để chúng ta có thể tạo ra cái sự giàu có trong mọi khía cạnh của cuộc sống của chúng ta, đúng nào? Hãy tạo ra cái sự giàu có trong mọi khía cạnh của cuộc sống của chúng ta. Giàu có ở đây ạ, nó không chỉ được tính ạ, bằng tiền, mà giàu có ở đây ạ, chúng ta cần phải đưa nó vào cuộc sống của chúng ta là giàu có về mối quan hệ này. Chúng ta cần phải biến mình trở thành người giàu có về cái sự nghiệp của chúng ta, giàu có về cái sự chia sẻ của chúng ta, sự cho đi của chúng ta, giàu có về cái việc là sức khỏe của chúng ta. Chúng ta phải trở thành những người giàu có về sức khỏe, đúng nào? Nếu như bây giờ có câu nói rằng không bao giờ có một bộ não siêu phàm trên một cơ thể ốm đau bệnh tật. Vậy nếu như ngày hôm nay mình giàu có về tiền bạc nhưng mà mình lại nghèo nàn về sức khỏe thì nó không thực sự là giàu có, bởi vì tiền không mua được sức khỏe, đúng nào? Và sức khỏe thì có thể tạo ra tiền, nhưng mà tiền thì sẽ không mua được sức khỏe. Nên là chúng ta cần phải giàu có ở cả cái khía cạnh, đó là giàu có về sức khỏe này, giàu có về mối quan hệ này, giàu có về sự chia sẻ này, giàu có về tâm linh, giàu có về sự phát triển bản thân, giàu có về tiền bạc, giàu có về sự nghiệp của chúng ta, được không nào? Và khi nào chúng ta đạt được những cái yếu tố mà giàu có cả trên 8 cái khía cạnh của cuộc đời, 8 cái bánh xe cuộc đời của chúng ta, thì nó mới gọi là sự giàu có. Còn nếu như ngày hôm nay mà chỉ là giàu có về tiền thôi mà mình không có mối quan hệ, thì chúng ta hãy thử tưởng tượng nếu như bây giờ mình có hàng tỷ trong tay, hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ trong tay, nhưng mà mình sống giữa đảo hoang, thì liệu những cái đồng tiền đó của chúng ta nó có giá trị gì hay không, đúng không nào? Nên là hay là thậm chí là chúng ta có hàng chục tỷ ở trong tay nhưng mà chúng ta bị mắc bệnh nghiêm trọng rồi, chúng ta không mua được sức khỏe của mình, hay là chúng ta già rồi, chúng ta không có thể nào lấy lại được thời gian của mình nữa. Nên là đừng lãng phí cuộc sống của mình, hãy biết tận dụng từng khoảnh khắc mà mình đang sống, và hãy làm cho mình cái vốn sống của mình, hãy làm cho mình trở thành một người giàu có trong mọi khía cạnh cuộc đời của chúng ta, và đó nó mới thực sự là sự thành công và giàu có một cách bền vững ạ. Và cuối cùng ạ, chúng ta hãy liên tục có thói quen, đó là hãy sử dụng thời gian để tạo ra sự giàu có cho mình. Hãy biến thời gian thành cái tài sản mà vô giá của chúng ta. Hãy luôn biết cách là tận dụng thời gian của chúng ta một cách triệt để, đừng bao giờ lãng phí đó. Cái cách chúng ta lãng phí không phải là cái việc là chúng ta cùng một lúc chúng ta làm thật nhiều việc là gọi là chúng ta đang tiết kiệm đâu ạ, mà hãy làm việc thông minh, đúng nào? Hãy làm việc thông minh, có một cách để chúng ta có thể tăng cao cái thời gian của chúng ta, gọi là làm việc thông minh, đó là có một cái phương pháp, có một công cụ gọi là Pomodoro. Đây là hay là cái đồng hồ của cà chua, chúng ta có thể gọi như vậy, hoặc là Pomodoro. Và đây là một cái công cụ mà giúp chúng ta là có thể tiết kiệm thời gian của mình. Giả sử như khi chúng ta làm một cái việc gì đó mà thường để mà chúng ta làm nó, thì có thể mình đang làm cái này mình lại sờ tay ra, mình check cái điện thoại một lúc, mình đang làm cái kia mình lại chạy đi làm, cứ ai đó nhờ mình, hoặc là mình cứ làm không tập trung nữa, thì đôi khi một việc chúng ta mất nhiều khi là vài tiếng ta mới xong, hay là 1 2 tiếng ta mới xong. Vậy thì khi mà chúng ta sử dụng nguyên tắc Pomodoro, đó là đồng hồ của cà chua, thì chúng ta chỉ cần là cái nó là một cái thói quen mà chúng ta cần phải rèn luyện, là mình cứ làm việc một cách tập trung cao độ 25 phút, sau đó mình lại nghỉ 5 phút, sau đó mình lại làm 25 phút, sau đó mình lại nghỉ 5 phút. Vậy thì có những cái việc mà đáng lẽ ra bình thường mình mất 1 tiếng chúng ta mới làm, à 1 tiếng mình mới làm xong, thì mình cố gắng là mình co nó lại thành có thể là 2 lần Pomodoro thôi, tức là 2 lần 25 phút, đúng nào, là chúng ta tiết kiệm được một khoảng thời gian rồi. Và sau đó chúng ta lại học cách là tập trung cao độ. Và trên thực tế có những việc mà bình thường nếu như mà làm không tập trung, chúng ta mất nguyên là buổi sáng ta mới làm xong, nhưng mà nếu chúng ta làm với sự tập trung là chúng ta tắt hết mọi cái yếu tố xung quanh, không để bất kỳ cái gì nó ảnh hưởng đến việc làm của ta, và tập trung toàn bộ trí tuệ của mình, tập trung toàn bộ nguồn lực của mình vào, thì đôi khi chúng ta chỉ cần làm nó trong nửa giờ là đã xong rồi. Nên là chúng ta hãy tải cái app vào trên điện thoại của mình, đó là cái đồng hồ và cà chua. Đấy, và Hoài Nam cũng tải cái app này để giúp cho mình khi mình làm việc mình tăng tối đa cái hiệu suất lao động của mình, tăng tối đa cái việc mình tận hưởng cái thời gian để đạt được những cái yếu tố trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta có thể nhìn thấy trên điện thoại của Hoài Nam này, đây là cái hình quả Pomodoro, là cái quả táo này. Chúng ta có thể search cái từ khóa đó là đồng hồ của cà chua, và mình hãy làm theo cách này, và nhờ đó mà chúng ta sẽ thấy rằng cái hiệu suất lao động của chúng ta nó sẽ tăng cao hơn rất là nhiều.
Và một ngày chúng ta chỉ cần là cần có sự tập trung như vậy để mình làm mọi công việc. Ví dụ năm cái việc mình quan trọng nhất trong ngày mình cần làm thì mình sẽ dùng những cái quả cà chua này, mình dùng những khoảng thời gian là cứ 25 phút tập trung cao độ, sau đó nghỉ 5 phút, 25 phút tập trung cao độ và nghỉ 5 phút thì hiệu quả lao động của chúng ta nó sẽ cao hơn gấp nhiều lần so với việc là mình cứ vừa làm vừa chơi, đúng không ạ? Hay là ví dụ như bây giờ có rất nhiều các anh chị chúng ta sẽ làm theo cái kiểu là mình cứ một bên tai mình nghe, sau đó một bên tai mình vẫn làm những cái việc kia. Và như vậy mình tưởng là mình đang làm việc với hiệu suất cao, nhưng mà trên thực tế cả hai cái nó không đạt kết quả, bởi vì chúng ta sẽ không có nhớ bất kỳ cái gì trong đầu mình cả. Mình bởi vì chúng ta không có đủ khả năng để cùng lúc tập trung vào hai việc, vì cái não của mình nó bị phân tâm ra. Cũng giống như cái anh đèn điện ạ, khi mà chúng nó là tại sao một cái cũng vẫn là cái tia sáng như nhau, thì cái tia laser nó có thể cắt được cả kim cương, còn cái ánh đèn điện nó chỉ có giá trị là để tỏa sáng thôi, là bởi vì cái ánh đèn điện đó nó đang lan tỏa ra quá là rộng, còn tia laser nó chỉ tập trung duy nhất vào một điểm thôi và nó cắt được cái điểm đó, đúng nào? Nên là khi mà chúng ta làm trong một thời điểm mà chúng ta làm nhiều thứ quá, nó sẽ khiến ta bị phân tâm và cả tất cả cái thứ đó nó không thể nào trọn vẹn được 100%. À, chưa kể đến việc là mình nghe xong học xong nó đi từ tay trái nó đi sang tay phải và cứ thế nó rơi đi đâu mất lúc nào không hay, nên là đôi khi chúng ta học xong chúng ta quên sạch ngay, nó không có tận được dụng được cái giá trị, đúng nào? Nên là chúng ta học cách làm việc thông minh là hãy trong một thời điểm hãy tập trung toàn bộ nguồn lực để làm nhanh nhất trong một cái việc gì đó, và sau đó thì mình nghỉ ngơi và làm việc khác, đúng nào? Còn thay vì rất nhiều người thì chúng ta vẫn đang làm theo cái việc là cùng một thời điểm mình làm nhiều thứ thì cả hai cả ba cái những cái thứ đó nó đều không đạt được kết quả như mình mong muốn, mà nó ở đều ở trạng thái là nửa vời thôi ạ, đúng nào? Và cuối cùng ạ là thói quen số 10, là thói quen số 10 đó là hãy tập trung tận hưởng cuộc sống, đúng nào? Hãy tập trung tận hưởng cuộc sống và chúng ta hãy cần phải định lượng hóa tất cả mọi thứ thành những thứ mà chúng ta có thể đo lường được và kiểm soát được, và đồng thời hãy biến mọi thứ trở thành quy trình, và cái gì đo lường được thì mới kiểm soát được, không đo lường được thì sẽ không thể kiểm soát được, đúng nào? Đấy, và chúng ta cần phải kiểm soát được mọi cái thứ nó đang diễn ra trong cuộc sống của chúng ta. Ví dụ như là mà Hoài Nam lấy một cái ví dụ cụ thể như là những cái chiến dịch marketing để Hoài Nam tổ chức cái khóa học, thì mình cần phải đo lường được một cách chính xác là giữa các công cụ mình đang sử dụng. Ví dụ như để có một Hoài Nam có một cái chương trình đào tạo thì Hoài Nam sử dụng rất nhiều các kênh marketing khác nhau, ví dụ như trên email này, ở trên Zalo, trên Facebook, đúng nào, và đồng thời trên cả YouTube nữa. Vậy thì từ những cái kênh này, vậy thì mình cần phải biết thực ra là cái kênh nào nó hiệu quả. Ví dụ như là kênh Facebook thì mình có là chạy livestream này, trên kênh Facebook thì mình có việc là mình tương tác ở trong các nhóm này, chúng ta xây dựng nhóm này, sau đó thì tăng thêm một profile này, sau đó chúng ta làm chiến lược là SEO phủ các fanpage của chúng ta. Đấy, sau đó thì mình livestream nữa. Vậy là trên cái kênh Facebook nó có 5 cái kênh mà mình đang làm. Vậy thì mình cần phải đo lường xem là 5 cái kênh này thì cái nào là cái hiệu quả nhất, và khi mà mình thấy cái nào hiệu quả thì mình dồn toàn bộ nguồn lực của mình vào làm. Cũng như vậy với công cụ là Facebook, là Zalo, là YouTube thì mình cần phải đo lường được xem là đâu là cái kênh mang lại cái kết quả cao nhất, đúng không? Nếu mà mình thấy nó mình dồn lực cho nó mà nó không mang lại kết quả thì ngay lập tức chúng ta cần chọn cái phương tiện khác, chọn cái công cụ khác, bởi vì mọi con đường để giúp chúng ta dẫn đến thành Rome, và việc của chúng ta là đo lường và kiểm soát xem là đâu là cái hiệu quả cao nhất, và chỉ khi nào chúng ta đo lường được các cái tỷ lệ chuyển đổi thì lúc này mình mới biết được đâu là cái hiệu quả cao, và chúng ta cần phải biết cách tận dụng nó và biến mọi thứ trở thành quy trình và đo lường được tất cả mọi thứ, định lượng tất cả mọi thứ trong cuộc đời của chúng ta, đúng không? Và chỉ khi nào chúng ta đo lường được thì mới kiểm soát được. Còn nếu như ngày hôm nay mình cứ làm bằng cảm hứng thôi thì mình sẽ không biết là mình nên dồn lực vào đâu. Và như vậy thì cái nguồn lực của chúng ta nó bị dàn trải. Và khi nguồn lực của chúng ta bị dàn trải thì nó trở thành cái ánh đèn điện. Đấy, và nó không có khả năng là đốt cháy bất cái gì cả. Đấy, nó không có khả năng tập trung vào bất kỳ cái điều gì cả. Nên là tập trung thì tạo sức mạnh. Hãy học một thói quen là định lượng hóa mọi thứ trong cuộc đời của chúng ta để biến nó trở thành cái quy trình, để biến nó trở thành mọi thứ mình có thể đo lường và kiểm soát được để giúp mình gia tăng cái hiệu quả thành công trong cuộc đời của chúng ta. Và hy vọng rằng với 10 cái thói quen, 10 cái việc mà chúng ta cần phải làm hàng ngày mà Hoài Nam chia sẻ ngày hôm nay, 10 cái việc mà chúng ta cần phải làm thường xuyên để giúp chúng ta gia tăng cái sự thành công của chúng ta một cách bền vững, nó đã giúp cho anh chị có một góc nhìn nào đó về cái việc là khiến cho tiền đẻ ra tiền, tài sản sinh sôi tài sản, và đặc biệt là giúp chúng ta có được cái sự thành công giàu có như mình mong muốn và một cách bền vững ạ. Thành công giàu có một cách bền vững chứ không phải là sáng nắng chiều mưa thụt thùi, đúng không? Mà chúng ta cần phải duy trì cái sự thành công của chúng ta bằng cái thói quen mà mình cần phải thường xuyên làm hàng ngày, làm như thế này để mình đạt được cái hiệu quả tối đa như mình mong muốn. Và xin cảm ơn các cô bác anh chị đã dành thời gian để cho Hoài Nam chia sẻ những kiến thức của mình trong buổi sáng ngày hôm nay, và xin cảm ơn và hẹn gặp lại chúng ta trong tất cả những chương trình sau. Xin cảm ơn và chào tạm biệt. Xin được nhường mic lại cho MC ạ.
Dạ vâng ạ, cô bác anh chị thấy tuyệt vời không ạ? Những cái kiến thức, cái giá trị ngày hôm nay chúng ta học được thì chắc chắn rằng chúng ta nếu như chúng ta áp dụng nó, chúng ta thực hành nó, chúng ta đạt được rất là nhiều những cái kết quả. Ví dụ như là cái thời Recording gian, kết quả stopped. tiết kiệm thời gian đúng không ạ? Kết quả tiết kiệm thời gian này, kết quả là tiết kiệm nguồn lực, tiết kiệm nhân lực, là giúp